Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Cùng với quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe van hai chỗ ngồi số sàn, quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Spark Van. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì đã độ thêm rất là nhiều đồ các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Từ những cái cụm đèn pha này đều rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả này, đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha này do hơi bẩn một chút là chúng tôi chưa có rửa ráy gì đâu bạn ạ. Rất là đẹp đây, những cái vết bẩn này, đây là những cái vết bẩn thôi nhá, chưa có dọn rửa gì các bạn này. Đấy, chưa có dọn rửa gì, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này cũng đã được độ lên là la răng đúc rồi các bạn này, la răng đúc mặt phay, độ thêm rất là nhiều đồ mà quý vị các bạn nhé, màn hình Android, camera lùi. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 155 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Spark Van 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Spark Van 2018 này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì các bạn xem đây ạ, nhìn về phần bên ngoài chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều, nền rất là căng. Đấy. Và đây là cái phần nước sơn bên phụ này, cũng đều đẹp luôn bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy. Và cụm đèn hậu này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, đến những cái cụm đèn đều rất là đẹp, do bẩn một chút là chúng tôi chưa có dọn rửa gì các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe đây các bạn xem ạ, đều rất đẹp luôn. Bên ngoài là bẩn là do chúng tôi chưa có rửa ráy gì đâu các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Nội thất thì nguyên bản của chiếc xe này là nội thất ghế nỉ thôi, nhưng chiếc xe này cũng đã được chủ xe bọc thêm bộ ghế da rồi các bạn nhé. Bọc ghế da, trải sàn da. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, lăn bánh hơn 6 vạn km các bạn tham xem đây ạ. Toàn bộ cái vô lăng đều rất đẹp như này đây. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh, đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé. Đấy, Gencha, GM, đây là GM, là cái hãng Chevrolet đấy ạ. Đấy, bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đây là về cái phần đằng trước này, đằng sau này. Đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã độ thêm ghế da và cái tấm chắn hàng. Tấm chắn hàng này là chủ xe tháo ra để sử dụng nhé. Nhưng mà mua là chúng tôi lấy luôn cả cái này về để đi đăng kiểm. Nếu đi đăng kiểm là phải lắp lại để đăng kiểm thì mới đăng kiểm được các bạn nhé. Gương kính là chỉnh điện hết rồi các bạn này. Đằng sau này cũng có chỉnh điện luôn rồi các bạn nhé. Đấy, cả hai bên. Đấy, rất là đẹp luôn. Cốp sau đây quý vị các bạn xem này. Cốp sau cũng đều rất là zin này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Ốc zin hết này, keo chỉ các thứ là đều nguyên zin luôn các bạn này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp đấy các bạn nhé. Cánh cửa này, táp bi cánh cửa phía trước. Đấy, à đây là táp bi cánh cửa phía sau. Bên phụ này, keo chỉ nguyên zin, táp bi rất đẹp luôn này. Đấy, nội thất đằng sau này ít người ngồi đến cho nên là chúng tôi cũng chưa có lau dọn gì đâu. Mua về là chúng tôi để nguyên vậy, chưa lau dọn gì các bạn nhé. Đây, táp bi cánh cửa này, chưa dọn dẹp gì cả này, keo chỉ nguyên zin. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Vô lăng thì rất đẹp như này đây. Đồng hồ cũng 6 vạn chuẩn thôi, 6 vạn 2 chuẩn cho nên là vô lăng rất đẹp luôn này. Đấy, màn hình Android to đùng, camera lùi các thứ. Chủ xe độ chiếc xe này rất là nhiều thứ các bạn nhé. Từ màn hình Android, camera lùi này, cam hành trình này, kể cả độ loa, âm thanh các thứ đều độ hết luôn các bạn nhé. Đấy, những cái tấm chắn nóng này còn chưa bóc ni lông ra này. Tất cả đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Spark Van 2018 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở cái động cơ này lăn bánh hơn 6 vạn cho nên là rất là mới các bạn này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé.
đấy, từ những cái ốc cabo này nguyên zin này, keo chỉ cabo còn nguyên zin luôn các bạn ạ, đấy, keo chỉ nguyên zin này, ốc nguyên zin này, đấy, động cơ thì chúng tôi đang nổ máy đây mà nghe rất là êm luôn các bạn nhé, còn nguyên hết luôn kể cả ốc gioăng dàn cò này. Đấy, một chiếc xe này là chạy rất ít luôn các bạn ạ, chủ xe lại rất giữ gìn cho nên là còn nguyên zin từ kể cả cái phần xương đầu này, ốc kiếc là còn nguyên, chưa có con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả các bạn ạ, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Chevrolet Sparkvan 2018 phiên bản 1.2 số sàn, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh đúng 6.2 km quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và độ thêm rất là nhiều đồ. Chúng tôi đang bán với giá là 155 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Sparkvan 2018 số sàn thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gara chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.